Số phận các huấn luyện viên châu Âu trước ông Chu Gia tại đội tuyển Việt Nam, chỉ một người được gia hạn. Năm 1995, Karl-Heinz Weigang trở thành huấn luyện viên đến từ châu Âu đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Chiến lược gia người Đức đã giúp bóng đá Việt Nam lần đầu biết đến danh hiệu ở sân chơi khu vực với tấm huy chương bạc SEA Games 1995. Chỉ có vài tháng chuẩn bị cho SEA Games 1997, Colin Murphy bê nguyên lô đá kick and rush của Anh và những cầu thủ Việt Nam có thể hình nhỏ bé và thể lực không tốt. Sau khi giúp đội giành huy chương đồng, ông Murphy thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng. Ông Alfred Riddle được coi là biểu tượng cho sự thiếu may mắn ở những khoảnh khắc quyết định khi ông chưa từng giành chức vô địch nào. Mặc dù vậy, trong 3 lần dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông cũng đã giúp những ngôi sao vàng đạt những mốc son chói lọi như Á quân Tiger Cup 1998, huy chương bạc SEA Games 2003 hay tứ kết Asian Cup 2007. Xét về số lượng huy chương, huấn luyện viên Henrique Calisto không bằng ông Riddle, nhưng ông vẫn được coi là huấn luyện viên châu Âu thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu vô địch AFF Cup. Ông cũng là huấn luyện viên châu Âu duy nhất được gia hạn hợp đồng vào năm 2009. Cuối cùng là huấn luyện viên Franco Guez, người được nguyên chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đánh giá là huấn luyện viên giỏi nhất từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Mặc dù vậy, ở SEA Games 2011, đội ra về trắng tay với lối chơi bạc nhược. Thậm chí, nhà cầm quân người Đức bị VFF sa thải khi đang đón Giáng sinh ở quê nhà.